Theo đúng kế hoạch là hôm nay là phải đến Đông Hà, Quảng Trị rồi. Giờ thì vẫn ở đây. Cũng tại công anh đi cả thôi. Chiều ổng ở đây có một buổi thôi, mà bây giờ kéo dài cả ngày rồi. Thấy không anh đi? Chỉ vì chiều ý á. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Cái gì? Làm gì đó? Mò ốc. Kim bữa sáng. Giờ này lại mò ốc. Cái gì? Tôi đang nói. Từ từ. Mày không đưa cho ID tiền nào cả thì ID phải tự chủ động kiếm ăn. Bắt được ốc đâu? Ở dưới kia. Có ít không? Ốc đâu? ID mò ốc lần đầu tiên trên đời. Phải tự chủ động vì ông đây cứ bảo là có kế hoạch mà cuối cùng không có kế hoạch nào cả. Có kế hoạch. Kế hoạch là hôm nay chúng ta sẽ đến Đông Hà và đáng lẽ chúng ta phải đến. Lại là đi Đông Hà. Ông lại nói là đi Đông Hà mà cứ vẫn ở Huế. Thì là sao? Tôi chiều ý anh đi rồi còn gì, muốn ở lại Huế gặp các cô bé nữ sinh. Đúng. Nhưng rồi. Mà thế ít nhất là phải nói là mình ở Huế 1, 2, 3, 4 ngày hoặc là bao nhiêu. Thì nói thật luôn, nói đúng luôn. Chứ không phải là cứ là Đông Hà, Đông Hà, Đông Hà. Mà mình cứ lần nào nó bảo là Đông Hà là chúng ta thì mình sẽ đến, vẫn ở Huế. Vẫn đi theo con đường đó, chúng ta đi lên đến đó, chúng ta lên đến đó thì chúng ta sẽ tới đâu thì chưa biết. Cái đó là tùy vào à, đi cả đấy. Đòi hỏi. Đòi ở lại Huế thì cho lại Huế. Cái gì cũng theo kịch bản của ông thôi. Chào, cảm ơn các bạn đến với chương trình Bây giờ làm sao. Đấy là một chương trình mà mình đi phượt về ông này. Chúng ta sẽ đi khắp tất cả đất nước Việt Nam, bắt đầu từ thành phố Đà Nẵng này. Bây giờ chúng ta đi. Đi luôn à? Đi ngay, đi luôn. À không. Bỏ. Đây bỏ, không bỏ. Phải là. Toàn là lục bình. Ê. Nhâm rồi. Sao đạo diễn lại đi. Sắp xếp tôi đi chung với ông Hâm như thế này chứ. Sắp xếp người khác đi. Này nhiều. Bây giờ như này. Hả? Em đây biết đi hình số 8 không? Đi xe máy biết. Số 8. Mày biết không? Biết. AD thì muốn đi gặp các cô nữ sinh tiếp. Đạo diễn thì bảo là thi xe hình số 8. Thế thì chúng ta sẽ thi xe hình số 8 với các cô nữ sinh. Chúc mừng, cuối cùng đã có ý kiến rất là hay. Bật tay nào. Công nhận, ông cũng thế thì ở đâu? Cũng biết. Bây giờ làm sao, thi ở đâu? Đại học. Nào đó. Đại học nào? À thì không biết, mấy đã từng qua Huế rồi. Mình chưa bao giờ tới thăm trường đại học cả. Này, trong lúc chờ đợi, cất vào đi. Trường Đại học Sư phạm Huế. À đi dẫn đường, đi, mau. Mày, cái này phải bước vào kia. Cái này không đủ nữa. Bước vào kia đi. Lôi ra làm gì để rồi bây giờ không buộc vào được. Ổng vừa ham, ổng vừa rách việc nữa. Đổ tụi người khác đi. Kéo đi. Tại sao luôn luôn có mà không lấy mà từ cứ lơ xin. Hết rồi. Toàn những em nữ sinh đấy. Mình đã thấy trên đường cái con đường Lê Lợi thì biết nó gần nhưng mà không biết nó ở đâu. Chú ơi, cho con hỏi trường Đại học Sư phạm Huế ở đâu ạ? Con này bọn, con tại con thứ hai. Con dạ. Học Đại học Sư phạm Huế. Dạ rồi, cảm ơn. Người ta nói con gái sư phạm rất là dễ thương. Dễ thương ở cái chỗ là sẽ thành cô giáo tương lai. Cho nên rất là dịu dàng, rất là nữ tính. Nhưng mà nếu mà đi suy nghĩ đến mấy cô giáo của địa Bà Lan nhá, hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ôi thì ít người dễ thương nhưng mà rất nhiều người nghiêm khắc. Đây có phải là Đại học Sư phạm không? Hai bạn có 5 phút để đi lựa cho mình 3 cô gái, 2 chàng trai là sinh viên trong trường Đại học Sư phạm Huế. Okay. Thành lập 2 đội, mỗi đội đi 2 vòng hình số 8. À. Chạm vạch một lần. Chơi 1 điểm. Rồi. Đội nào thắng? Rồi. Thì tối nay sẽ là ghi bài của ban tổ chức. Rồi. Ok. Trời. 5 phút bắt đầu. Chưa, nhưng mà tự nhiên tìm thi thế nào, 5 người thi thế nào? Tự nhiên 5 người. Chào các bạn. Cho mình hỏi các bạn có biết lái xe máy không? Hai bạn luôn, bạn nữ bạn nam luôn. Chỉ đi hình số 8 thôi. Được, ok, một này. Tí nữa bạn có thể tham gia. Ok. Bạn có xe máy chắc cũng đi quen rồi. Ủa gì hả?
Vậy nên đâu bị đâu? Dạ, ngồi đây đi chúng mình đi. Chỉ là mất 15 phút thôi. Sao tao không phải đang đi? Ôi thì không sao, đi cho vui thôi. Ok. Đây, này, mời. Bây giờ làm sao, ai cũng đang bận. Em có đi được. Thì ra thi liền luôn. Em tính được. Đừng ngại, giúp anh một chút. Anh nhờ em ủng hộ anh nhá. Ok. Bây giờ làm sao đây? Ok. Mời bạn. 10 phút thôi. 10 phút không, thôi. Em không nhớ nắm rồi. Dạ, anh ăn nỉ á. Ngủ nghỉ ha. Thế là xong thời gian mà. Còn gì nữa? Qua mày độ thua. Này, độ này đủ rồi. Qua độ này mày rồi. Thua trước khi bắt đầu. 1 2 3. 1 2 3. 1 1 2 3. 2. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 3. Xong. Ok. Ai đi thi trước? Thi trước à? Cái gì? Thua thi trước đúng rồi. Ờ đúng rồi, đi sau cái kinh nghiệm đi. Rồi thôi. Bây giờ mấy em này, đi. Nhanh nhanh. Mày đi trước, có mày đi trước. Ok. Không. Mày đi trước. Đi sau có kinh nghiệm. Mày đi nhanh. Nhanh, trời tối rồi. Chuyện gì? Chuyện gì? Tại sao đạo diễn lại bắt không ạ? Rồi trông chân chua. Ơ, đạo diễn chơi kỳ vậy? Đánh ra, đạo diễn đánh ra, giờ tôi không nhường nữa đâu. Ồ này nha. Anh chạy xe rất là ngầu. Em không cần lo. Một. Vạch gì? Một lần. Em. Hai lần. Chạm chân xuống. Ba lần. Ba đội. Bây giờ nữ chở nam. Hả? Nữ chở nam hả? Em cứ đi thoải mái đi. Thu anh bị phạt. Số một như vậy đi em ơi. Không phải là đếm lỗ mà là canh cho đạo diễn đừng nhảy vô can thiệp kìa. Cố lên baby, cố lên baby. Chúc tôi ăn buổi tối. Why? Hai. Thế tất cả là ba rồi. Ba này. Bốn này. Cô gái này nhỏ xíu nhưng mà lái chở anh chàng bự. À, năm này. Sáu này. Ok, đội cuối cùng của mình. Em cố lên nha, cố lên em ơi, em mới cố lên. Em. Một, chạm chân. Cố lên. Em. À, em. Bỏ tay ra. Để hai người không chết. Là bốn lỗi. Ờ, để bạn này, chở bạn này nha. Tốt. Thoải mái. Ra. Adi, Phạm, tổng cộng 10 lỗi. Mày nhớ đội mày luôn. Thật ra mày không nhớ lắm thôi Adi. Mà... nói chung là sáu cái sáu lỗi. Thế là ít nhất, thế là những lỗi mà đi thấy mấy tháng. Bây giờ làm sao? Đông Hà. Nhưng mà đi bây giờ à? Thì đi bây giờ thôi. Ok. Chuẩn men. Các bạn có biết thử thách tiếp theo là gì không? Lại là thử thách à? Tương lai mình đi Đông Hà. Ông lại là Đông Hà, không nhất là đi Đông Hà mà lại là thử thách hả? Lừa tôi quá nhiều lần rồi. Mày biết về cái này đúng không? Không. Biết chưa? Đây, nhiệm vụ của các bạn. Mày, nếu mà nhá, là cái gì đó ghê gớm, thì đêm nay mình ngủ ở bất kỳ nơi nào. Đi xe làm mày rất là khổ đấy. Rất là khổ. 1, 2, 3. Cái gì đây? Xin ở nhờ không tốn tiền. Anh mà đồng ý. Nhà nghỉ bình dân không ai cho. Mà khách sạn 4 sao là lại là cho hả? Nghĩ sao họ cho vậy? Chuẩn bị quần áo tươm tất. Nhưng mà chỉ được quần áo tươm tất thôi. Mà không phải xin cho các bạn, mà xin cho cả ekip nữa. Tức là đạo diễn cũng muốn, quay phim cũng muốn. Thế thì này, đạo diễn đi xin đi. Em đi trước, rồi chuẩn bị quần áo đi. Đấy, suốt ngày chém gió chi bây giờ bị này nhá. Giữ cái này giúp Adi. Giỏi lắm. Adi là người nước ngoài, Adi xin được. Để xem tôi đã. Là người Việt Nam. Làm sao tôi xin? Trò này không hề công bằng. Thế mà suốt ngày bảo là mày biết trước. Đạo diễn Adi biết hết. Adi lúc nào cũng tự nhiên thì nó hiệu quả. Vì ai mà từ chối được cái nụ cười như thế này? Mà ai từ chối được đôi mắt như thế này? Ok. Dù gì thì cũng chút may mắn. Có một chút bảo bối này thôi, cầm theo. Vào trong đấy coi như là bảo bối làm quen. Ok. Bắt đầu. Cố lên, tự tin lên. Mày thấy bao nhiêu phần trăm?
10%. À không, 10%. Em chào anh ạ. Anh ơi, có một việc nhỏ thôi. Cả ekip của em đang làm việc ở đây, ở Huế. Mà công nhận là Huế rất là đẹp, quá là đẹp. Và có những cô gái rất là xinh. Thì không muốn về, thì chỉ có một vấn đề nhỏ thôi. Cái ekip của mình nhá, tài sản rất là chặt chẽ, rất là bị hạn chế từ nhiều phía. Anh có một phòng nào đó, có thể là phòng rất là bé, rất ít tiện nghi, để đổi quà mình ở lại quà một đêm thôi. Sáng mai đi luôn. Và giờ này là tối rồi, chắc là sẽ không có khách mới đâu. Thì anh và chị có thể cho 4 ngày ở lại qua đêm được không? Như vậy là anh muốn thuê một phòng cho 4 người. Thuê nhưng mà thuê và ghi nó mãi mãi. Chị hiểu ý kiến của em không? Em hiểu ý anh rồi, để em hỏi giám đốc của em. Vâng thì và cứ giúp em nhá. Vui lòng mời anh và anh có bên kia ngồi để em. Vâng, cảm ơn chị nhá. Cô lên cho em nhá, Họ là khách sạn 4 sao. Giá của phòng một đêm chắc cũng phải mấy trăm đô. Tính ra là cũng phải cả triệu đồng. Nghĩ sao mà họ cho mình mấy triệu đồng. Giám đốc của anh bảo là phòng của khách sạn chỉ có thể giảm giá thôi chứ không miễn phí được. Giảm giá tối đa là 30% cho anh. Thì một phòng hai người là bao nhiêu tiền? Một phòng hai người giảm giá cho anh 30% đó nè. Là một... Hỏi thôi. Là khoảng 1 triệu. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Nhưng mà thế thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Thua rồi. Vậy Adi nhá, vậy Adi ít nhất là giảm giá 30%. Vẫn có cái gì đó. Cái mồm nó dẻo. Của Adi là 9 phút 17 giây. Adi đã chiến đấu rất là hết sức. Nhưng cuối cùng bị thua. Ba lô đồ của mày nó rất là lớn cho nên là gửi xe này, ekip. Này là... thì Adi đưa cho ông một cái này. Cái này đồ xịn nha. Cái này là cái thiêng linh về Adi. Thầy 73 tuổi tặng cho Adi. Mặc cẩn thận. Cái này là quý lắm. Cái này chỉ một số người có thể mặc màu đỏ khi vào vất truyền thông Việt Nam. Chính vì vậy thầy của Adi. Tụi mình đi nói chuyện, đi thương lượng, đã phải đi mặc nhau. Mặc cái này trước. Bỏ cái này à? Không. Ok. Không ổn. Ra đây. Vô cùng vớ vẩn, vô cùng ngớ ngẩn. Nghĩ sao vậy? Bắt đầu. Chúc mừng nha, cô lên nha. Thôi quay ra đi đạo diễn, thôi bỏ. Mấy ông mày xù hổ quá. Không làm, bỏ đi. Mày thua rồi, thôi mày thua. Thôi có con gái. Thôi mày thua. Vô tới cánh cửa kia là bảo vệ đá ra liền nè. Tôi muốn thua nè, bây giờ tôi muốn thua. Thua. Cổ đi ra. Tại sao ai đi được phép mặc quần đùi, tôi phải mặc cái này. Đạo diễn. Mà mắc cả của mấy thì âm 20%. Mặc khổ như thế này thì có thể người ta sẽ rất là thương ông này. Bạn có thể nói với giám đốc là mình có xem như đây là bạn đoàn, khi đoàn vào đoàn sẽ quay giống như là quay bối cảnh trong khách sạn của mình. Thì giống như là cũng là một cách quảng bá cho khách sạn mình lên TV. Dạ bây giờ mời anh ngồi đăng ký giúp em để em ngồi nữ mời anh ngồi kiểm tra đó. Rồi em chờ ý kiến của bên thầm mặt. Ngồi bên kia hả? Dạ. Ngồi bên này hả? Dạ bên kia. Vô cùng vô duyên. Ông anh đi thì mặc được quần đùi. Tôi mặc cái gì mà cứ như cái váy. Vớ vẩn, ngớ ngẩn, lẩn thẩn. Tưởng tượng nổi không? Tôi ngồi giữa một cái khách sạn 4 sao, sang trọng, lịch lãm. Và tôi mặc khố. Bây giờ đạo diễn ra ngoài kiếm giùm tôi cái hố, cái cống gì đi. Tôi nhảy xuống luôn. Em mới mở tháng khảo ý kiến của em cho bên phòng giám đốc đang thông báo lại á, không chuẩn bị được cho anh được. Cảm ơn bạn nhiều.
Thôi thì cũng có món quà cho hai bạn để coi như là lỡ làm phiền các bạn luôn. Mày này, quẹt đào đào. Mày đang nói chuyện như thế nào mà bị thất bại? Chả có gì cả. Bực bội, luôn cái khó làm cái gì? Cái áo tôi cũng không cần, còn tôi trả lại ông hết. Tôi trả lại ông hết. Bao nhiêu là cô gái trong kia, Tiếp Tân là một cô gái, Khách là một cô gái, tất cả là còn những cô gái trong kia. Ở bên kia là cũng có một cái cửa hàng, là cũng là cô gái đứng. Bao nhiêu người đã đứng đó, hồi nãy họ ngó tôi như là bỏ. Tôi không có nói chuyện với ông nữa. Còn ông nữa, tôi chưa nói với ông nha. Ông nghĩ sao vậy? Trong kia bao nhiêu là người, ông khỏi quay nữa, ông đứng lại.